Xin chào mọi người. Đệ nhất phế vật kiếm tông tập 183. Một tiếng vang trầm thấp truyền ra, hai con ngươi Phượng Cẩn trợn ngược lên, bởi vì đan điền của nàng đã bị phá. Thực sự cho là ta ngu xuẩn như vậy sao? Chết trụ cuốn học Phượng Cẩn dường hồng nói ra, mặc dù ngươi giả vờ có chút giống, để ta ngay từ đầu để cho là ngươi thật sự là bằng hữu với mẫu thân của ta. Chỉ là đáng tiếc ta Dương Phong còn không ngu xuẩn đến mức độ đó, sẽ thật sự tin tưởng ngươi. Thử nghĩ một chút đi, bắt đầu cùng lại phái một bằng hữu tốt của mẫu thân ta đến chặn giết ta hay sao? Tại trước mặt người, ngươi mặc dù ngoài mặt luôn một bậc làm cho mình nhìn rất hòa ái, nhưng là ta lại ở trên thân ngươi cảm nhận được từng tia sát ý. Có lẽ ngươi cũng không biết kiếm ý của ta là kiếm ý giết chóc, đúng không? Nói trong Dương Phong cũng mặc kệ Phượng Cẩn kia đang muốn nói cái gì, tay có chút dùng sức, một tiếng vang nhỏ, cổ Phượng Cẩn lập tức đứt lìa. Nếu như đối phương cùng hắn chính diện đối chiến, hắn chắc chắn sẽ không dễ dàng liền đánh giết đối phương được như vậy. Nhưng là đáng tiếc đối phương lại muốn chơi trò quỷ, chuyện này vừa vặn cho hắn một cơ hội. Đối phương đang để hắn buông lỏng lòng cảnh giác, nhưng nàng thật tình lại không biết hắn cũng đang làm cho đối phương buông lỏng lòng cảnh giác. Tại một khắc đối phương đâm trúng hắn này, chính là lúc đối phương buông lòng cảnh giác cao nhất. Nhìn thấy Phượng Cẩn bỏ mình và vẫn đắng người trong bóng tối, nhất thời thở phào một hơi. Vừa rồi bọn hắn thế nhưng là kém chút để đã xông ra ngoài. Chẳng qua từ sự tiến dịch đối với Dương Phong, bọn hắn đã ngăn chặn xung đột trong lòng. Quả nhiên Dương Phong không để bọn hắn thất vọng. Đắng người thở phào một hơi, đồng thời sự bồi phục cùng tôn kính trong lòng đối với Dương Phong lại tăng thêm mấy phần. Với một kích toàn lực của cường giả đến được ảnh tứ phẩm, vậy mà không thể tổn thương được Dương Phong chút nào, đồng thời còn bị Dương Phong một kích phản sát. Thật lực như vậy, từ tôn nhật cảnh trở xuống, ngoài trừ A Nam Tĩnh kia, chắc chắn không một ai có thể địch nổi Dương Phong. Dương Phong có lẽ cũng không biết, chính là một việc rất nhỏ này, uy vọng của hắn trong lòng mọi người lại tăng cao rất nhiều. Bắt đầu cùng bọn người còn đang kinh ngạc tại chỗ. Các nàng dường như còn không chịu tin Phượng Cẩn đã chết. Phượng Cẩn thế nhưng đạt cường giả đến cảnh tứ phẩm mà, sau đó cứ như vậy mà bị đối phương miễu sát rồi sao? Rất nhanh có đệ tử bắt đầu cùng lấy lại tinh thần. Sau khi lấy lại tinh thần, chuyện thứ nhất của những đệ tử này không phải là đi tìm Dương Phong báo thù, mà là hướng về phía bốn phía bay lượn lao đi. Dương Phong đã có thể miễu sát Phượng Cẩn và liền có thể miễu sát các nàng, huống chi lúc này bắt đầu trận bởi vì Phượng Cẩn rời đi mà đã phá vỡ. Nếu tiếp tục ở lại nơi này thì điều chờ đợi các nàng chính là chết chóc, chính là bọn sát thủ ám sát như U Linh kia. Chạy trốn thì còn có một chút hy vọng sống. Người đầu tiên chạy trốn, nếu có người thứ hai. Tại do sự dẫn đầu của những đệ tử bắt đầu cung chạy trốn này, vốn dĩ những đệ tử bắt đầu cung kia muốn liều chết chiến một trận cũng từ bỏ suy nghĩ tự chiến, sau đó cũng đi theo bắt đầu chạy trốn. Nhìn xem những đệ tử bắt đầu cung chạy tứ tán bốn phía kia, Dương Phong lắc đầu, hắn cũng không hề truy sát, bởi vì đương nhiên có người sẽ truy sát các nàng. Những đệ tử bắt học cung này nếu như tiếp tục đoàn kết nhất trí, muốn giết các nàng vẫn là vô cùng phiền phức. Nhưng là đáng tiếc, các nàng hết lần này tới lần khác lại muốn tách ra, riêng phần mình chạy trốn riêng lẻ. Điều này không phải là vừa vặn cho giờ vẫn đáng người cơ hội ám sát hay sao? Tại bên trong màn trời tối đen này, những đệ tử bắt học cung kia có thể địch qua giờ vẫn đáng người được sao? Không đến một lúc, trong đêm tối đã tức vang lên vô số tiếng kêu thảm thiết. Lực lượng nhục thân của ngươi dường như đã được tăng cường lên rất nhiều. Ngay lúc này, A Nam Tĩnh chẳng biết từ lúc nào đã đi vào bên cạnh Dương Phong. Lúc này và vẫn đám người đã đuổi theo giết đám đệ tử bắt đầu cung, giữa sân chỉ còn lại Dương Phong cùng A Nam Tĩnh. Về phần hai sát thủ tôn giả cảnh kia, Dương Phong cũng không biết các nàng đã đi đâu. Dương Phong cười cười đang chuẩn bị nói chuyện, đột nhiên sắc mặt Dương Phong cùng A Nam Tĩnh hai người đồng thời khẽ biến. Hai hắc y nhân lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại trước mặt Dương Phong cùng A Nam Tĩnh. Sau đó hai thanh chủy thủ đen nhánh nhanh như sấm sét liếm về cổ Dương Phong cùng A Nam Tĩnh. Ầm! Tên hắc y nhân tại trước mặt A Nam Tĩnh kia dao găm trong tay còn chưa kịp tới trước cổ A Nam Tĩnh, chính là đã bị A Nam Tĩnh một chân đá bay ngược ra ngoài, đập vào trên một cây đại thụ, sau đó rơi đập trên mặt đất. Tên hắc y nhân này trong lòng kinh hãi muốn tuyệt vọng, bởi vì hắn phát hiện được
Lúc này xương cốt toàn thân hắn như là đã tan rã, liền một chút khí lực để không thể nào đề thăng lên nổi. Một chân đã bay tên hắc y nhân này về sau, anh đang tỉnh nhìn về phía Dương Phong. Lúc này bên phía Dương Phong cũng đã kết thúc trận chiến. Tại cổ Dương Phong có một vết chủy thủ liếm qua, chính là vết chủy thủ kia liếm ở cuốn họng Dương Phong lại là ngay cả làn da để không thể nào phá vỡ. Mà nơi vai trái tên hắc y nhân kia lại bị cắm vào một thanh kiếm, máu tươi không từ vai trái hắc y nhân chậm rãi nhỏ xuống. Anh Nam Tĩnh nước mắt nhìn Dương Phong không còn nói gì, thân xác của Dương Phong dường như có chút quá mạnh. Nhìn hắc y nhân trước mắt này, Dương Phong thầm nghĩ trong lòng thật đáng tiếc, bởi vì tại một khắc đối phương ám sát thất bại này, không phải đó là tại lúc kiếm của hắn đâm vào bả vai đối phương thì đã tự sát. Dương Phong thu kiếm lại, đem hắc y nhân trước mắt một cước đã bay ra ngoài. Hắn không hề nhìn hắc y nhân còn lại, bởi vì nếu như đối phương không phải đã tự sát thì An Nam Tĩnh sẽ không đứng ở chỗ này. Đây chính là cái gọi là sát thủ của tổ chức ngũ sát kia hay sao? Anh Lan Tĩnh nhàn nhạt nhìn thoáng qua thi thể sát thủ trước mặt Dương Phong kia, nói ra: thần pháp ngược lại là có chút kỹ năng, nhưng thực lực lại chênh lệch quá xa. So với sát thủ của anh gia Thành Nam, thực lực yếu hơn không phải là một điểm, hai điểm. Tại Nam Vực thì thực lực của bọn hắn đã là rất không tệ. Dương Phong nói ra: còn nữa, không phải bọn hắn yếu, mà phải nói là ngươi và ta quá mạnh, hoặc là nói là bà hắn quá khinh địch, cho rằng chúng ta chỉ là huyền giả nên cảnh bình thường, cho nên không hề xuất ra toàn lực. Anh Nam Tĩnh lắc đầu: ngươi hắn là nên cảm thấy may mắn, bởi vì ngươi chưa từng gặp qua sát thủ chân chính. Những sát thủ bên cạnh ngươi này mặc dù không tệ, nhưng so với những sát thủ của anh gia Thành Nam kia thực sự vẫn là kém quá nhiều. Dương Phong tin lời nói của Anh Nam Tĩnh, bởi vì Anh Nam Tĩnh là người rất ghét nói dối. Còn nữa, thật là có đồ tử áo đen bên người An Bích như kia, hắn đã nhìn thấy tận mắt. Ngay cả cường giả và trại cảnh đối phương đều thể biểu sát, thật lực kia có thể yếu được sao? Mà hai nữ sát thủ Tô Nhật Ảnh đi theo hắn này cũng chính là đệ tử của đối phương. Nói cách khác, sát thủ của anh gia rất có khả năng chính là do đồ tử áo đen kia bồi dưỡng ra. Một sát thủ khủng bố như vậy bồi dưỡng ra được lứa sát thủ kế tục, thật lực có thể yếu được sao? Ta rất hiếu kỳ, ngươi cùng An phu nhân của anh gia Thành Nam là liên quan như thế nào? Dương Phong đột nhiên hỏi. Đối với vấn đề này, hắn là sớm muốn hỏi. Chuyện này không liên quan gì tới ngươi. Anh Lan Tĩnh nhàn nhạt liếc mắt nhìn Dương Phong, sau đó quay người rời đi. Dương Phong sờ sờ mũi, lắc đầu cười cười. Anh Lan Tĩnh này vẫn còn có chút khó mà ở chung. Chẳng qua hắn tự nhiên không để ý tới, chỉ cần thực lực đối phương mạnh là được. Hắn lúc trước mặc dù bị sát thủ áo đen kia ám sát, nhưng là hắn có một mực chú ý tới A Nam Tĩnh. Tại lúc nhìn thấy A Nam Tĩnh ra tay, hắn phát hiện ra thực lực của A Nam Tĩnh dường như lại mạnh lên. Không, chuẩn xác hơn mà nói là thực lực của A Nam Tĩnh dường như mỗi ngày đều đang không ngừng mạnh lên, rất có áp lực ta. Nhưng ông hít sâu một hơi, không thể không nói, có một đối thủ cường đại như thế, loại cảm giác này vẫn là vô cùng không tệ, bởi vì đối phương sẽ thời thời khắc khắc thúc đẩy hắn, để hắn thời thời khắc khắc đều cảm nhận được áp lực, sau đó sẽ thở thở khắc khắc để không kịp chờ đợi muốn mạnh lên, trở nên càng mạnh mẽ hơn. Lúc này hắn cũng rất mong chờ một trận chiến cùng An Nam Tĩnh trong tương lai. Một hắc ảnh hiện ra, Dạ Vãn xuất hiện tại trước mặt Dương Phong. Cứ nhìn thấy hai cổ thi thể trên mặt đất kia, Dạ Vãn sững sờ nói ra: kiếm chủ, bọn hắn ra tay với ngươi rồi sao? Dương Phong nhẹ gật đầu: các ngươi bên kia như thế nào rồi? Dạ Vãn ngăn chặn khiếp sợ trong lòng trả lời: cơ bản là toàn diện, còn lại mấy người tốc độ không tệ, chẳng qua cũng không có chuyện gì đáng ngại, đã có mấy người đuổi theo, tin tưởng chỉ trong chốc lát bọn hắn liền sẽ mang đầu đối phương quay trở về. Quả nhiên lúc này mới tên hắc y nhân từ nơi xa kiếm được mà lao đến. Mấy người đi vào trước mặt Dương Phong, trong đó một tên sát thủ hưng phấn nói với Dương Phong: kiếm chủ, ta giết một huyền giả Linh Nhật Ảnh, ngươi nhìn đi, đây là đầu huyền giả Linh Nhật Ảnh kia. Nói xong hắn cầm một đầu người đẫm máu đưa tới trước mặt Dương Phong. Nhìn xem tên thanh niên này, Dương Phong nở nụ cười. Người này hắn nhận biết, tên là Thanh Sơn, là một huyền giả với gia cảnh đỉnh phong. Đối phương cao hứng như vậy, chủ yếu là tại bên trong những sát thủ này, sát thủ vừa cấp chức địch đại biểu một loại vinh dự. Bởi vì tại bên trong hơn 100 tên sát thủ này có thể vượt cấp ám sát không cao hơn 10 người. Dương Phong đưa tay vỗ nhẹ bả vai đối phương, sau đó bàn tay khẽ động,
năm khối đá năng lượng cực phẩm cùng 10 thần linh phù cực phẩm xuất hiện trong tay, nói ra đây là phần thưởng. Nhìn thấy một màn này, đám người bên cạnh đã bắt lập tức lộ ra vẻ hâm mộ. Năm khối đá năng lượng cực phẩm còn có 10 cái thần linh phù cực phẩm, phần thưởng này thực sự là quá mê người. Phải biết bản trước kia có những nhiệm vụ trong vòng một năm công chưa nhất định đã thể kiếm được một khối đá năng lượng cực phẩm mà. Còn bây giờ chính là vượt cấp giết một người nên thu hoạch được một phần thưởng phong phú như thế. Giờ đại khắc này tất cả đám người đã có chút không kịp chờ đợi, mới đi tìm một cường giả nên cảnh ám sát. Thanh Sơn có chút kích động để đồ vật thu vào, sau đó ra đa tạ kiếm chủ. Như Phong nhận gật đầu, đang chuẩn bị nói cái gì đó, lúc này hai nữ tử áo đen mà A Bích Như phải đi theo hắn kia đột nhiên xuất hiện tại trước mặt hắn. Một nữ tử áo đen trong đó trầm giọng nói, nếu là không muốn người của người chết nên đến tốc độ nhanh nhất để mà hắn rời khỏi nơi này. Có ba tên cường giả tôi chụp ảnh đang hướng về phía bên này chạy tới. Vừa nghe vậy, trái tim Như Phong bọn người đã tức trầm xuống. Tất cả mọi người rút đi, ẩn tàng tốt chính mình, không được để lộ. Như Phong quyết định thật nhanh, cường giả tôi chụp ảnh căn bản không phải là giả vẫn đáng người mà có khả năng chống cự. Giả vẫn bọn người nhẹ gật đầu, sau đó thân hình khẽ động biến mất trong bóng đêm. Hai vị tiền bối, ba tên cường giả tôi chụp ảnh kia là tôn giả cảnh mấy phẩm? Như Phong hỏi. Nữ tử bên trái tên là Tiểu Thanh đang chuẩn bị nói cái gì đó, nhưng là nữ tử bên phải tên là Tiểu Hồng lại là đùng nói trước, không thể trả lời. Như Phong nhướng mày nhìn thêm hai người, ánh mắt dần dần lạnh xuống, hồi lâu sau đè xuống lửa giận trong lòng nói ra, hai vị, trước đó các người không xuất thủ, ta có thể hiểu thành các người không có hứng thú với đối thủ là Lên Nhật Cảnh, nhưng là hiện tại cường giả tôn cảnh đã xuất hiện, các ngươi lại còn không xuất thủ. Không xuất thủ cũng định thôi đi, ngay cả tin tức đối phương đều không muốn lộ ra ngoài. Ta muốn hỏi một câu, các ngươi đi theo ta có một chút ý nghĩa gì sao? Vốn dĩ có hai vị cường giả tôn nhật cảnh bên người, hắn thật sự rất cao hứng, nhưng là một đường đi tới, hai người này lại không có chút ý nào xuất thủ, mà lại hắn có lại trực giác đó chính là hai người này đối với hắn có chút định ý, đặc biệt là nữ tử áo đen tên là Tiểu Hồng kia. Chúng ta nhận được mệnh lệnh chính là bảo hộ ngươi, trừ phi ngươi có nguy hiểm tới tính mạng, nếu không chúng ta sẽ không xuất thủ. Tía Hồng âm thanh lạnh lùng nói ra. Đã hiểu. Dư Phong nhẹ gật đầu nói ra. Đã như vậy, vậy các ngươi trở về Cố Vực Thành đi, ta không cần các ngươi bảo hộ. Không phải là hắn tùy hứng, chỉ là hắn thật sự không thích nhìn sắc mặt của đối phương. Cường giả tôi nhận ảnh mà lại là sát thủ, đây đúng là một sự trợ giúp rất lớn. Chỉ là hắn thật sự không thích nhìn sắc mặt của đối phương. Cường giả tôi nhận cảnh mà lại là sát thủ, đây đúng là một sự trợ giúp rất lớn. Nhưng là đối phương lại không để cho hắn sử dụng, vậy thì có rắn gì để dùng đâu chứ. Đã không phối hợp, về đèn cút đi. Tiểu Thanh cùng Tiểu Hồng sững sờ, hiển nhiên các nàng không nghĩ tới Dương Phong sẽ nói ra những lời này. Phải biết lúc này tình cảnh của Dương Phong thế nhưng là rất không ổn. Ngay tại lúc này hắn lại dám để hai sát thủ tôi nhận cảnh rời đi sao? Đầu hắn bị lừa đá rồi sao? A Nam tỉnh lại nhẹ gật đầu, ánh mắt lộ ra ý tán thưởng, nói ra không tệ, cường giả xác thực không nên quá mất ý lại người khác. Nói thật ra ta đã sớm muốn cùng cường giả tôi nhận cảnh chiến một trận. Do ông trợn trắng hai mắt, A Nam tỉnh này thực sự là một kẻ cuồng chiến, nên như không phải hai nàng này quá mức cao ngạo, thậm chí không chịu giúp đỡ, hắn như thế nào để cho đối phương rời đi được chứ? Người có ý tứ gì? Tiểu Hồng thanh âm lạnh xuống. Không có ý gì, Dương Phong nói ra, chỉ là không cần hai vị bảo hộ, hai vị hiện tại đều có thể trở về Cố Vực Thành, người là muốn chết sao? Tiểu Hồng trầm giọng nói, đó là chuyện của ta, Dương Phong nhàn nhạt nói. Tiểu Hồng hai mắt híp lại, trong mắt lóe ra hàn mang. Dương Phong lúc này lại đột nhiên nói, mặc dù trong lòng ta đối với hai vị có chút bất mãn, nhưng là hai vị nói thế nào cũng là người của nàng, ta không muốn trở mặt cùng hai vị. Hai vị cứ việc trở về được chứ? Kỳ thực hắn đối với đối phương không có quá nhiều ác cảm, chỉ là đối phương liền một chút việc nhỏ cũng không chịu giúp, chuyện này khiến hắn quá thực nổi nóng, đã không hợp tác và liền tắt ra đi, miễn cho mọi người nhìn đối phương khó chịu, người sẽ phải hối hận. Tiểu Hồng lạnh lùng liếc mắt nhìn Diêu Phong, sau đó mang theo Tiểu Thanh bên cạnh quay người rời đi. Diêu Phong nhẹ cười cười, sau đó nhìn về phía A Nam Tĩnh nói ra, ngươi và ta tại bên trong Linh Giới Cảnh,
gần như đã khó chiến được đối thủ. Đã như vậy và chúng ta đến đây cùng cường giả Tô Nhật Ảnh chiến một trận, thấy như thế nào? Như vậy là tốt nhất. An Nam Tĩnh nhàn nhạt nói. Dư Phong nhẹ cười cười, trong mắt chiến ý bùng cháy. Cường giả chỉ có không ngừng khiêu chiến mới thể không ngừng tăng lên. Tô Nhật Ảnh hắn cũng không nắm chắc chiến thắng, như là hắn vẫn muốn thử một lần, mà lại hắn cũng muốn nhìn xem chênh lệch giữa hắn cùng Tô Nhật Ảnh đến cùng lớn bao nhiêu. Hai người đã tức rời đi, mặc dù hai người có dũng khí đối chiến cùng Tôn Giật Cảnh, như là hai người cũng không ngốc, đối phương đến thế nhưng là ba người, lấy hai địch ba, cho dù là bọn họ, một người là võ thần, một người là kiếm hoàng, đều không có năng lực lớn như vậy. Tôn Giật Cảnh đây chính là cường giả ở một cấp bậc khác bên trong toàn bộ đại lục, cho dù là tại trung vực thì đó cũng là tồn tại không hề tầm thường. Tại lúc Dương Phong cùng An Nam Tĩnh rời đi, Tiểu Thanh cùng Tế Hồng lúc trước rồi đi kia lần nữa xuất hiện tại giữa sân. Tỷ bán về mà thực sự muốn thiêu chiến với Tôn Nhật Cảnh, chứ lẽ bọn hắn không biết sự khủng bố của Tôn Nhật Cảnh hay sao? Phải biết Tôn Nhật Cảnh là tồn tại đã chạm đến không gian huyền bí, có thể thi triển ra một số thần thông không gian, đồng thời thân xác bản thân đã tới cảnh giới đa thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm. Bọn hắn là muốn đang tìm cái chết, Tế Hồng trầm giọng nói. Hai người cũng là Tôn Nhật Cảnh, đương nhiên là biết Tôn Nhật Cảnh khủng bố như thế nào. Linh Nhật Cảnh khiêu chiến với Tôn Nhật Cảnh ở giai đoạn này đi khiêu chiến vượt cấp, không thể nghi ngờ là đang nói chuyện viễn vông. Kém một cấp thật sự có thể dùng cách biệt ngày và đêm để hình dung. Hai người đó như là Linh Nhật Cảnh đỉnh phong, với thiên phú cùng thực lực của hai người, nàng vẫn tin tưởng hai người cùng Tôn Nhật Cảnh đúng là có được đánh một trận. Như là Dư Phong cùng An Nam Tĩnh hiện tại là cảnh giới gì vậy chứ? Một người lên Nhật Cảnh nhất phẩm, một người lên Nhật Cảnh nhị phẩm. Tỷ, chúng ta thật sự sẽ về Cổ Vực Thành sao? Tiểu Thanh đột nhiên hỏi. Tế Hồng lắc đầu, là đi nhìn không dám cứ như vậy mà trở về. Phải biết, đây chính là An Như tự mình ra định. Theo ý tứ của phu nhân, hắn là nàng để hai người hiệp trợ Dương Phong. Chính là Tiểu Hồng không hiểu. Chính là phu nhân của mình, ta sao phải đến nàng cùng mùi mùi đến hiệp trợ một huyền giả lên Nhật Cảnh như vậy chứ? Thiên phú của Dương Phong đúng là không tệ, lại là đệ nhất tiền long bảng. Chỉ có điều coi như là như thế, cũng đáng phải để cho hai người các nàng tới làm bảo tiêu. Tại lúc tiếp nhận nhiệm vụ này, trong lòng nàng đúng là có chút không thoải mái. Đến mức trên đường đi, nàng chỉ luôn thờ ơ, lạnh nhạt, không hề ra tay. Chính là nàng không nghĩ tới, lúc nàng khó chịu với Dương Phong, thì Dương Phong cũng khó chịu với nàng. Điều này đã khiến cho nàng càng khó chịu hơn. Hồi lâu sau, Tiểu Hồng trầm giọng nói. Cứ nhìn xem một chút đi, chờ hắn sau khi cùng Tôn Gia Cảnh kia chiến một trận, hắn liền sẽ hối hận về quyết định mình đưa ra. Để lúc đó, ta muốn hắn phải cầu xin chúng ta lưu lại. Tiểu Thanh đang muốn nói gì đó, tự nhiên nàng nhíu mày, nhìn về phía nơi xa nói ra. Tỷ, ba người kia tới rồi, chúng ta đi. Hai nữ thân hình khẽ động, rồi tiếp biến mất trong màn đêm. Ước chừng qua nửa khắc đồng hồ, có ba nữ tử mỹ mạo đi vào chỗ đứng của Dương Phong bọn người lúc trước. Khi thấy giữa sân đầy đất đều là thi thể đệ tử Bát Học Cung, sắc mặt ba người lúc này trầm xuống. Phượng Lê sư tỷ, chúng ta tới muộn rồi. Một nữ tử mặt trái xoan trầm giọng nói với mỹ phụ cầm đầu kia. Nữ tử tên là Phượng Lê, sắc mặt âm trầm đi đến bên cạnh những đệ tử Bát Học Cung chết đi kia. Khi thấy những đệ tử kia đều là bị một kiếm lấy đầu, Phượng Lê đã xác định đây chính là người của tổ chức ngũ sát hạ thủ. Bởi vì đây là thủ pháp mà sát thủ tổ chức ngũ sát thường dùng, lập tức là giọng nói ra. Tôi cho một cái tổ chức ngũ sát, cũng dám trắng trợn ra tay với đệ tử Bát Học Cung chúng ta. Thù này quyết không đội trời chung. Phượng Điệp thông báo với Tâm Môn, nên nói đã xác định là người có tổ chức ngũ sát ra tay, để Tâm Môn quyết tẩy mấy cửa điểm của tổ chức ngũ sát đã biết. Nữ tử tên là Phượng Điệp nhẹ gật đầu, cho đó lấy ra một truyền âm phù thượng phẩm, thông báo về Bát Học Cung. Sư tỷ, ta cảm thấy có chút kỳ quặc. Đúng lúc này, một đệ tử khác trầm giọng nói.